Đầu tiên là dòng Lip Colormed màu 07 Rubidus đỏ thuần. Đây là màu quá quen thuộc với các bạn nữ rồi, có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh, đi học, đi làm hoặc là đi chơi. Màu 08 Velvet Cherry đỏ rượu. Màu này thì trầm hơn so với đỏ thuần và thích hợp cho những buổi tiệc tùng sang trọng hơn. Tiếp theo là dòng Lip Color, đầu tiên là màu 09 True Color hồng cam. Màu này thiên nhiều về ánh cam, những màu sắc có ánh cam thì luôn làm cho bạn trẻ trung hơn rất là nhiều. Còn màu 10 Cherry Lust là màu đỏ hồng, màu này thì thiên về sắc hồng hơn, hợp với những cô nàng thích sự nhẹ nhàng. Màu 15 là White Ginger, cam đỏ. Màu này có nhiều sắc cam hơn, thậm chí là nhiều hơn cả màu 09. Màu 16, Scarlet Rouge, màu đỏ tươi thì rất phù hợp cho những ai có làn da trắng. Dòng thứ 3 là dòng Lost Cherry vỏ đỏ. Dòng này chỉ có duy nhất một màu số 37. Vỏ son thiết kế có nét sang trọng, còn màu son thì thuộc sắc đỏ tươi, phù hợp cho những ai đã đi làm. Dòng thứ 4 là dòng Ultra Rich Lip, màu 03 Limer Peach, hồng cam. Sắc cam này thì nhạt hơn sắc cam so với hai màu cam trước, phù hợp với những bộ váy nhẹ nhàng tiểu thư. Dòng cuối cùng là dòng Lip Colossi, màu 07 Paradiso hồng đào và màu 05 Solar Affair cam đào. Cả hai màu này thì đều dành cho những cô nàng có phong cách bánh bèo một chút,